Chào các bạn, chị là chị Hoài, CEO nguồnhocbổng.com. Nguồnhocbổng.com là một cái người bạn được khoảng 7 năm nay đối với tất cả những cái người mà muốn săn học bổng du học tại nước ngoài hoặc là các trường đại học quốc tế Việt Nam. Thì sau 7 năm, chị đã support hơn 600 bạn săn học bổng. Ngày hôm nay, chị muốn làm một cái video về một cái học bổng châu Á, cụ thể là tại nước Nhật mà được rất là nhiều bạn quan tâm. Vì học bổng này cho đủ các lĩnh vực học và cho đủ 3 bậc học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Đó chính là học bổng Rotary. Học bổng Rotary là một cái quỹ học bổng tư nhân nhưng mà nó có cái lịch sử phát triển khá là lâu đời. Và cái lý do chị làm cái video về học bổng này là vì rất đơn giản là họ cho khá là nhiều tiền, tí nữa chị sẽ nói cụ thể. Và họ có một cái network rất là mạnh, nó sẽ giúp cho các bạn có những cái mối liên hệ và có những cái promote sau này nhờ những cái network đó. Thì bây giờ mình sẽ vào chính thức cái học bổng này ha. Đây là cái link chính thức của học bổng này, và học bổng này có deadline là 15 tháng 12 hàng năm, và sau đó thì bọn em có thể học vào tháng 4 năm sau hoặc là tháng 9, tháng 10 năm sau, ngay năm sau đó. Thì cứ là học hai mùa mùa nào cũng được ha. Thì đây là cái guideline của cái học bổng này. Đây là cái guideline của học bổng này. Cái mục tiêu của cái học bổng này là nó muốn phát triển trong một cái cộng đồng để xây dựng một cái xã hội nó tốt đẹp, bền vững hơn và cái thế giới nó hòa bình hơn. Và nó promote cho những người học giả rất là nhiều. Đây là một cái tổ chức khá là lâu đời, từ năm 1905. Thì đây là cái mục tiêu của nó nè, hỗ trợ những cái sinh viên quốc tế đạt được những cái thành tích và học thuật. Và cũng là chia sẻ những cái tinh thần Rotary trong suốt cái quá trình học và sau này. Qua những cái club, nó sẽ có một hệ thống các cái club của nó. Và nó có ba cái tiêu chí là academic, và cross cultural understanding và community ability, có nghĩa là mình có những cái mục tiêu, mục đích rõ ràng trong vấn đề nghiên cứu, học hành, học thuật của mình, và mình nỗ lực để mình đạt được cái điều đó. Tôi nghĩ là một dạng merit based, một dạng học bổng tài năng, và mình luôn luôn muốn hiểu những cái ngôn ngữ và những cái nền văn hóa khác. Nó gọi là cross cultural understanding. Các em có thể hiểu cả văn hóa Nhật, văn hóa Hàn, văn hóa Mỹ, Anh, Nga, vân vân. Và communication ability có nghĩa là phát triển những cái mối quan hệ tương tác ha, để mà mình có thể có nhiều cái lợi ích sau này trong cộng đồng của Rotary và cho chính mình ha. Rồi ở dưới này, khi mà những cái này thì bọn em có thể đọc thêm trong cái file này, nó rất là rõ ràng. Và chị sẽ nói về alumni. Alumni thì họ có khá nhiều tại Nhật rồi, nhưng mà có 9 quốc gia khác. Chị tìm trong đây thì chị không thấy có Việt Nam. Thì chị hy vọng rằng việc làm ra những cái video như Rotary này thì nó sẽ giúp cho người Việt mình biết nhiều hơn về học bổng này và có thể nộp. Sau đó mình tạo một cái alumni. Ở đây nó sẽ có thêm chữ Việt Nam ở đây nữa, thì mình sẽ là một cái điểm, một cái point trong cái hệ thống network này, thì nó sẽ có lợi cho người Việt mình thôi, tất nhiên là người Nhật cũng sẽ có lợi ha. Rồi những cái này bọn em đọc thêm nó cũng nhanh thôi, nhanh hiểu thôi. Mình sẽ xuống như đây, tại vì những cái này nó quan trọng hơn. Nó sẽ tuyển sinh bắt đầu từ tháng 8 hàng năm và nó kết thúc deadline vào ngày 15 tháng 12 hàng năm ha. Bọn em sẽ có khoảng 4 năm tháng để chuẩn bị. Thông thường là sẽ không có phỏng vấn, nhưng tuy nhiên một vài trường hợp thì họ cũng sẽ cho mình online interview ha, để biết mình như thế nào. Thì số lượng học bổng là 15 người, 15 suất ha. 15 suất cho cả bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Và nó có những cái rất là hay là nó cho rất nhiều lĩnh vực nào cũng được hết. Và nếu được thì nó mong muốn mình có được cái mức tiếng Nhật khoảng N4. Tại vì kiểu gì người ta cũng mong muốn là khi mình sang Nhật thì mình communicate, mình giao tiếp bằng tiếng Nhật, mình sẽ hiểu hơn về văn hóa Nhật và cũng như là những cái giá trị Nhật Bản ha. Và cái độ tuổi thì dưới 45,
Tôi là sinh sau ngày 24/1977, có nghĩa là rất là thoải mái, rất là thoải mái luôn, đi 45 tuổi. Rồi, đây là mức học bổng nè, cái điều này chị rất là happy. Nhìn như thế này á, là undergrad bọn em sẽ được hơn 1.000 đô, master hơn 1.400 đô, PhD hơn 1.400 đô là một cái mức mà bọn em sẽ rất là ổn khi mà chi tiêu lợi nhuận. Yêu cầu của họ về giấy tờ là gồm những gì? À, bọn em có thể xem trong này cũng được, nhưng mà bọn em có thể xem ở đây cũng được ha, tại vì đây nó có form cho em download sẵn luôn. 1, 2, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 cái form này và bọn em sẽ download xuống. Trong đó bọn em sẽ phải nộp kèm, trong đó bọn em sẽ phải nộp kèm một cái tờ là tờ notification of acceptance hoặc là admission của cái trường mà nó sẽ nhận bọn em ha. Rồi, bốn cái form này chị đã download về rồi. Thì là đây. Form số 1. Điền thông tin của bọn em vô ha, điền chi tiết vào, muốn nhập học kỳ mấy điền vào. Rồi. Đó, những cái thông tin này bọn em cứ điền vào ha. Đó, ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật gì đó. Nhưng chị tin rằng học bổng này dành cho những người mà biết tiếng Nhật ấy, nó sẽ có ưu thế hơn. Nếu bạn nào mà biết được cả tiếng Anh tiếng Nhật thì càng ưu thế. Rồi, đây là viết lách một chút ha, self assessment, tự đánh giá mình, tự đánh giá mình như thế nào trong khoảng 150 từ, và mình tự thấy mình mạnh và yếu ở điểm nào. Nó cho mình một cái khoản để mình ghi, và cái lý do mình muốn đến học tại Nhật Bản là gì, và cái kế hoạch của mình sau khi tốt nghiệp là gì, và cái động cơ để mình nộp cái học bổng này là gì ha. Bọn em ghi vô đây. Những cái câu luận này nó nhỏ thôi, nhưng mà để thuyết phục thì nó lại là cả một vấn đề. Tại vì viết càng ngắn thì càng khó ha. Bọn em nhớ cái nguyên tắc này trong viết luận ha. Đó, đây là cái form đầu tiên. À, cái form thứ hai là cái research plan. Cái research plan này nó dành cho undergrad và grad student, có nghĩa là bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Thì những cái nghiên cứu hiện tại của bọn em và cái career path, cái con đường sự nghiệp của em sau tốt nghiệp như thế nào. Và đối với bậc Master PhD thì là cái kế hoạch nghiên cứu tại cái trường mà mình mong muốn là gì ha. Em sẽ làm một cái viết nhỏ nhỏ đây, thì viết một trang thôi mà nó đã ghi đến này thì cũng không không dài lắm đâu. Rồi, form thứ ba là form scholarship essay, mà luận học bổng. Mục tiêu của mình đối với việc học ở Nhật Bản là gì, và cũng viết trong vòng một trang thôi. Đây là cái lý do mình thuyết phục họ. Rồi, form số 4 là form cuối cùng là letter recommendation, cũng viết một trang thôi. Đó, họ người sẽ ký cho em hoặc là sẽ viết cho em thư giới thiệu. Thì đây là những cái nội dung họ muốn. Tụi em nhớ nha, đối với Nhật Bản cái gì nó cũng có form mẫu hết, và bọn em phải làm form mẫu đó theo đúng cái quy chuẩn như vậy thì mới được, không có được làm khác đi ha. Rồi đây là những cái thủ tục để nộp được học bổng Rotary. Tóm lại là nó có 5 5 cái. Đây là bốn cái form, và một cái nữa là cái thư chấp nhận học của một cái trường, tại vì cái trường là em sẽ nộp độc lập. Và ở đây nó nói luôn là nếu mà chưa có cái giấy đó chưa kịp issue ra, thì cái deadline tiếp theo mà mình có thể nộp cái này để mình update thêm. Ví dụ như nếu muốn học tháng 4 thì 25 tháng 3 là tụi em phải update thêm. Nếu muốn học tháng 9 hoặc tháng 10 thì 25 tháng 8 cùng một năm là bọn em phải có ha. Cuối cùng chị tin rằng cái học bổng này nó rất là hay, rất là giá trị cho bọn em. Nhưng chị tin rằng nếu mà bạn nào biết được cả tiếng Anh và tiếng Nhật nữa thì đây là một cơ hội rất lớn. Còn nếu mà chỉ biết tiếng Anh không thì nó sẽ hơi challenge hơn. Vì vậy nếu mà bạn nào nhắm vào cái học bổng này thì nên đi học tiếng Nhật. Tại vì nếu mà mình biết được như vậy thì nó khá thuận lợi cho mình. Tất nhiên là chuyên môn mình cũng phải tốt, tại vì đây là học bổng merit based, học bổng tài năng, nghĩa là profile mình phải ổn, GPA mình cũng phải cao một tí thì mình sẽ hy vọng đạt được cái này. Và nhớ là nó sẽ đóng đơn vào ngày 15 tháng 12 hàng năm ha. Đây là học bổng năm nào chị cũng thấy có, và chị mong là sẽ có những cái người Việt, ứng viên Việt Nam có thể win được cái học bổng này và tạo thành một cái network alumni Rotary ở Việt Nam.
thì sẽ có lợi cho cả Việt Nam và cả Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video học bổng Rotary của Nhật. Nếu mà các bạn cần support, viết bài luận hay là thư giới thiệu vân vân để mà thuyết phục Edcon cho bạn cái học bổng này thì các bạn đừng ngại liên hệ chị Hoài ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.